Chào bạn, tôi là Tuệ An. Chào mừng bạn quay lại với chuỗi Tuệ An Podcast. Hôn nhân là một hành trình dài, và để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu, cần có cả sự vun vén của cả vợ lẫn chồng. Tình cảm vợ chồng không tự nhiên mà có, nó cần được chăm sóc và bồi đắp mỗi ngày. Khi mới yêu, tình cảm vợ chồng thường nồng nàn say đắm. Tuy nhiên sau khi kết hôn, cuộc sống thường nhật với những lo toan, bộn bề khiến tình cảm vợ chồng dần phai nhạt. Nếu không biết cách vun vén, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng xa cách, dẫn đến rạn nứt, tan vỡ. Vậy làm thế nào để vun vén tình cảm vợ chồng? Hãy đồng hành cùng Tuệ An trong số podcast lần này bạn nhé! Đầu tiên thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đọc một lá thư tâm sự được gửi đến từ một người bạn của chúng ta. Chào cô Tuệ An, hiện tại em và chồng em mỗi người một nơi. Thời gian trôi qua, vì cơm áo gạo tiền, em cũng đã quên mất cần vun vén cho tình cảm vợ chồng. Em cũng đã rất tin vào cuộc hôn nhân của mình, dù không tưới tẩm cũng sẽ tốt. Nhưng trong thời gian em nghỉ thai sản, chồng em có nhắn tin mượn tiền, hỏi thăm, ôn lại chuyện tình cảm trước đây với người thương cũ. Chị này bây giờ cũng đã có gia đình và hai con. Những tin nhắn hỏi thăm như em đi làm về chưa, em ngủ chưa, những tâm sự mà chồng em chưa hề mở lòng và chia sẻ với em. Em có hỏi những tin nhắn này và anh cũng trả lời là anh không phải sắt đá, anh cũng cần có người để nói chuyện. Em nóng tính, không có chút nữ tính nào, thì làm sao mà anh có thể chia sẻ với em? Em đang trong quá trình thay đổi bản thân bằng cách đọc thêm sách về hôn nhân, học thêm kiến thức cho bản thân, bớt nóng tính, cũng đã giảm những đòi hỏi chồng em phải quan tâm, hỏi thăm em, bớt phụ thuộc cảm xúc ở chồng em. Hai vợ chồng em cũng nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn. Hôm nay em vô tình vào tin nhắn của chồng, thì em thấy chồng em vẫn nhắn tin, nhưng nội dung tin nhắn như bạn bè nói chuyện với nhau, nhưng lại vẫn ở khung giờ 10 giờ tối trở đi. Cô Tuệ An ơi, em làm sao khi cả hai lại cứ nhắn tin qua lại với nhau như vậy? Em cần làm gì để chồng em có thể có đủ bản lĩnh để không bị vướng tình cũ không dù cũng tới? Em đang có hy vọng tình cảm vợ chồng sẽ cải thiện, nhưng em gần như mất lòng tin và vô cùng hụt hẫng. Nhờ cô Tuệ An tư vấn và giải đáp giúp em. Em thân mến, chuyện tình cảm vợ chồng lạnh nhạt cũng là điều thường gặp ở các cặp đôi. Hầu hết tất cả những cặp đôi, dù mới yêu nhau hay dù đã lấy nhau, thì rồi đều cũng sẽ trải qua cái tình trạng này. Nó giống như là một cái đồ thị hình sin vậy, có lên rồi thì sẽ có xuống. Cũng có những cặp đôi tình cảm lạnh nhạt dần rồi nguội ngắt rồi tan vỡ. Nhưng cũng có những cặp đôi tình cảm lạnh nhạt dần rồi cả hai người biết vun đắp lại và dần dần lại khăng khít, lại nồng ấm, thậm chí còn hơn cả thuở ban đầu nữa. Và rõ ràng em đã nhận thấy khi em bắt đầu quay trở về với bản thân mình để kết nối với mình và để mình có nhiều năng lượng thư giãn, vui vẻ, nhẹ nhàng hơn, thì dần dần em thấy chồng em cũng chỉ còn nhắn tin như bạn bè với người kia thôi. Có nghĩa là cái lượng tin nhắn tình cảm của họ cũng đã giảm đi ít nhiều rồi. Vậy thì mình hãy coi đây như là một thành tựu về việc mình đã chuyển hóa bản thân và từ đó có thể chuyển hóa được mối quan hệ. Nhưng nếu như bây giờ em muốn họ không còn nhắn tin với nhau nữa, đặc biệt vào cái khung giờ 10 giờ tối ấy, thì em cần phải tiếp tục cái hành trình chuyển hóa bản thân. Hơn nữa, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người bạn đời của mình. Có vẻ như là người bạn đời của em là một người rất thích tâm sự và chia sẻ, cũng có nhiều nỗi lòng để muốn người khác lắng nghe mình. Vậy thì mình hãy học cách lắng nghe thật sâu, hiện hữu trọn vẹn với người ấy. Và em có thể chủ động hỏi han, quan tâm xem anh thích ăn gì? Gần đây anh có niềm vui gì không? Anh có đang gặp khó khăn nào không? Em có thể làm gì để giúp đỡ anh không?
Mình hãy chủ động và thậm chí chủ động hơn nữa để có thể hỏi han và quan tâm đến người ấy một cách chân thành. Và đôi khi sự hỏi han và quan tâm này cũng chỉ đừng dừng ở lời nói, hãy dùng hành động và đặc biệt dùng năng lượng bình an của em để lan tỏa đến người ấy. Chúng ta luôn luôn có một món quà tặng mà ai cũng thích, ai cũng cần, đó chính là năng lượng bình an. Thế nhưng món quà này chúng ta không thể nào dễ dàng ra ngoài mà mua nó được, giống như một cái quần, một cái áo hoặc một món đồ ăn. Mà món quà là năng lượng bình an này, chúng ta cần phải tự kiến tạo ra nó bằng việc như em đang làm rồi, đọc sách về tình yêu hôn nhân để có thêm nhiều kiến thức, học cách làm chủ cảm xúc, kết nối với chính mình, lấy lại sự tươi mát và lắng dịu bên trong em. Và điều tiếp theo em có thể làm là gì? Điều tiếp theo em có thể làm đó là mình chẳng cần phải lo sợ tình cũ không dù cũng tới. Thay vào đó, mình sẽ làm tròn những vai trò và trách nhiệm của mình. Tuệ An vẫn hay chia sẻ rằng cuộc đời này như một bộ phim vậy, mà luật nhân quả chính là đạo diễn. Thế nên mọi thứ mà chúng ta nhận được đều tuân theo vũ trụ, đều tuân theo luật nhân quả. Và việc của chúng ta là làm tròn vai, làm tốt nhất cái nhân của mình mà thôi. Khi chúng ta làm tròn vai, làm tốt nhất cái nhân của mình, thì lúc đó chúng ta cũng sẵn sàng để đón nhận điều này đến, điều kia đi. Đó là chuyện bình thường. Có những thứ chúng ta không thể nào giữ được, nhưng cũng có những thứ chúng ta không thể nào buông được. Giống như những thứ ở bên ngoài, chúng ta đừng giữ làm gì, bởi vì nó đâu phải là của ta. Nhưng có những thứ nó ở bên trong ta, giống như là sự thấu hiểu, tình yêu thương, sự biết ơn, sự dịu dàng. Thì dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng hãy đừng buông những thứ đó, hãy giữ vững những thứ đó. Và xin chúc cho em sẽ là một người vợ, là một người mẹ trí tuệ và bản lĩnh, biết cân bằng giữa việc yêu mình và yêu người, hiểu mình và hiểu người. Và càng ngày thì em càng kết nối sâu được với bản thân và buông xả bớt được những mắc kẹt ở phía bên ngoài nhé. Còn chắc chắn nếu như em tiếp tục hành trình này, tiếp tục trao yêu thương, tiếp tục biết ơn, tiếp tục làm chủ cảm xúc, thì chồng em sẽ nhận ra rằng em quả thực là một món quà vô cùng quý giá với anh ấy. Anh ấy sẽ rất trân trọng em và thậm chí rất thích ở bên em, đến nỗi chẳng còn thời gian để nhắn tin cho một cô gái bên ngoài nào đó. Cảm ơn em và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Tuệ An trong số podcast lần này. Nếu như bạn cũng có tâm sự hay thắc mắc gì cần Tuệ An hỗ trợ giải đáp, hãy đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Tuệ An thông qua hòm thư kín tại phần mô tả hoặc bình luận nhé. Tuệ An chắc chắn sẽ đọc và giải đáp vào những số podcast tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn vào số podcast sau. Chúc bạn một buổi tối an lành và hạnh phúc.